Rồi bây giờ mình sẽ test thử trigger này cho anh em xem trước khi mình hướng dẫn ha. Ở đây mình đang có NPC này là con quái vật đi, tượng trưng cho quái vật, mình sẽ quýnh nó để mình kiếm tiền. Đây là ngọc nâng cấp, mỗi viên ngọc nâng cấp sẽ bằng một cái đồng tiền mà con này nó dâng ra. Đấy, ok chưa? Rồi, bên đây là cái biểu tượng kiểu như giống như là bạn đã nói cái HP đó. Khi mình bấm vô này mình sẽ được tăng giới hạn máu. Và khi mình nâng cấp cái này mình sẽ được tăng lượng sát thương. Và khi mình bấm vô cái này mình sẽ được tăng lượng giáp. Và mỗi lần nâng cấp thì mình phải mua một cái ngọc nâng cấp giống như là cái comment của bạn đó, comment cho mình ha. Rồi, và sau khi mà chúng ta đã kiếm được tiền trong cái việc mà mình tiêu diệt quái vật thì mình sẽ bắt đầu mua ngọc nâng cấp để nâng cấp những cái sức mạnh cho nhân vật của mình. Rồi bây giờ mình mua trước một viên nè. Đây các bạn thấy không? Đây là viên ngọc nâng cấp ha. Rồi mình sẽ nâng cấp máu cho bạn xem, hiện tại trên bạn thấy 100 trên 100 máu đúng không? Và khi mình bấm vô cái này mình sẽ được nâng cấp lên level đầu tiên là 200 máu. Các bạn nhìn cái số lượng máu nó sẽ thay đổi nha. Hứ. Đấy. Lúc này các bạn thấy thì cái giới hạn máu và cái số lượng máu tối thiểu của mình đều là 200 trên 200. Ok chưa? Rồi trong trường hợp chúng ta tiếp tục mua thêm một ngọc nâng cấp nữa mà mình bấm vô, đấy, mình lên 400 máu, các bạn thấy chưa? Đỉnh chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục đến nâng cấp sát thương nè. Hiện tại đây các bạn thấy ha, cái lượng sát thương mình bún nè. Đó, nó sẽ là 5 sát thương đúng không? Trừ 5 nè. Nhưng khi mình nâng cấp sát thương level 1 thì lúc này mình sẽ được một cái lượng sát thương là 55. Đó, mình nâng cấp tiếp một level nữa. Hứ. Lúc này sức mạnh của mình nó sẽ là cộng 100. Rồi, ngoài ra thì các bạn cũng có thể nâng cấp giáp. Đây mình mua một viên ngọc. Ở đây các bạn thấy giáp của mình đang là bao nhiêu? Đây, phòng thủ của mình đang là 000. Đúng không? Nhưng khi mình nâng cấp level 1 cái này lên, mình cũng được một cái huy hiệu level 1 và giáp của mình sẽ nâng lên 50. Đó, tiếp tục mình mua tiếp thêm một viên ngọc nữa và mình nâng cấp mát giáp lên thì mình sẽ được thêm 100 giáp. Voilà, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Alien Game. Thì như cái phần đầu thì các bạn đã xem rồi đúng không? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái hướng dẫn trigger mới. Đó, dựa trên cái comment của bạn này nè. À không, bạn này trong điện thoại không nhớ. Thì bạn này có comment là: anh ơi chỉ em làm cái kiểu mà dùng vật phẩm xong ấn vào đâu đó để tăng chỉ số. Map em từng chơi dùng vé nâng cấp ấn vào một cái chữ HP trên đường để tăng cái giới hạn máu gì đó. Thì cái này cũng khá là đơn giản ha. Nhưng mà khi mà mình set up để mình chuẩn bị quay video hướng dẫn này cho các bạn á thì nó sẽ có khá là nhiều thứ nó dễ lỗi. Đấy, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nâng cấp sức mạnh tối thượng này để các bạn làm trong map PvP hoặc là map RPG. Và cũng như là trong video này mình cũng sẽ lưu ý những cái gì nó dễ lỗi cho các bạn cùng biết ha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Thì cái cách này nó cũng khá là đơn giản ha, nhưng mà khi mà các bạn sử dụng á, các bạn sử dụng, các bạn cài đặt trigger mà không đúng, không chính xác á thì nó sẽ rất là dễ lỗi. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trigger này. Ok, bắt đầu nha. Trước tiên để làm trigger này thì các bạn cần phải chuẩn bị một số thứ. Thứ nhất là cái giá trị tiền nè, là cái tiền tệ gì đó trong map các bạn tùy ha, cái này tùy. Các bạn làm cái gì đó làm tiền cho nó cũng được. Thứ hai thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình ngọc nâng cấp. Thì bây giờ mình sẽ vào phần login cho các bạn dễ xem ha. Đây ở phần vật phẩm thì chúng ta sẽ có cái tiền, đúng chưa? Thứ hai là cái vật phẩm nâng cấp, thì ở đây các bạn nên sử dụng là vật phẩm ha, tại mình hướng dẫn mình làm bằng lock cho nó dễ. Đây, ở đây là vật phẩm nâng cấp, nó chỉ là một cái vật phẩm linh tinh bình thường thôi, không có bất kỳ cái hiệu ứng nào đặc biệt hết, để mình kích hoạt trigger thôi ha. Cái vật phẩm tiền cũng vậy, nó chỉ là một cái linh tinh tiền thôi. Rồi, ngoài ra thì chúng ta cần phải làm thêm cho mình một số các công tắc để mình kích hoạt xem là mình đang là level bao nhiêu và tăng cái giới hạn bao nhiêu. Thì đây mình đang làm, ví dụ như máu thì mình làm cái này, máu level 1. Nó cũng chỉ là một cái vật phẩm linh tinh, không có bất kỳ hiệu ứng nào nha. Chỉ là một vật phẩm để đánh dấu thôi. Máu level 1, máu level max, tại vì mình ở đây mình chỉ làm 2 cấp. Rồi, sức mạnh cũng 2 cấp, 1 và max. Giáp cũng 1 và max. Ok, ngoài ra thì chúng ta cần phải làm thêm 3 cái lock này nữa nha. Hiện tại mình đang sử dụng 3 cái lock của game. Thì 3 cái lock đó thì mình lấy ở phần tạp vật nè. Đấy. Còn các bạn cũng có thể sử dụng mô hình tự build nha. Nhưng mà khi làm mô hình tự build thì các bạn phải chỉnh login cho nó ở đây. Đúng không? Các bạn phải tự thêm một cái login gì đó cho nó. Xong rồi các bạn tự build một cái mô hình gì đó cho nó luôn, để các bạn nâng cấp sức mạnh, giáp, dũng gì đó ha. Ok. Rồi, sau khi đã có xong những bước chuẩn bị thì chúng ta sẽ bắt đầu set up trigger. Thì ở đây mình chỉ có 6 cái trigger cho nâng cấp sức mạnh thôi. Tại vì mình làm mỗi cái là 2 level đúng không? Đây máu 1, máu 2, sức mạnh 1, sức mạnh 2, giáp 1, giáp 2. Ngoài ra thì mình cũng có thêm một số cái trigger về hiệu ứng nè, mua ngọc nè và NPC. Thì ba cái trigger này mình đã hướng dẫn rất là nhiều rồi ha.
Các bạn nào mà chưa xem có thể xem lại ở trên danh sách phát series lớp học Trigger của mình. Mình không hướng dẫn lại cái này, tại vì nó đơn giản quá. Rồi bây giờ mình sẽ quan tâm đến những cái vấn đề về game máu. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ làm từng Trigger cho các bạn xem. Trigger đầu tiên là máu 1 hay máu level 1. Với cái máu level 1 này á, thì đầu tiên sự kiện các bạn phải xác định là khi người chơi lít vào khói rồi, chắc chắn rồi. Khi người chơi lít vào khói, khói vuông thì chúng ta sẽ xác định xem cái khói vuông nào là cái khói vuông nâng cấp của mình. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái khói vuông mới đi, để cho các bạn hình dung nó dễ hơn. Ở đây mình sẽ lấy cái nào để tăng máu đây. Rồi ví dụ như mình sẽ bấm vô cái này để mình tăng máu đi ha. Đấy, bấm vô cái cục này để tăng máu. Thì bây giờ mình sẽ phải xác định nó ở phần điều kiện. Khói vuông, chọn loại khói trong vị trí cụ thể và chọn đúng cái khói vuông mà mình vừa mới lấy. Khói đó là khói gì ta, gọi là cái lưu điểm hồi sinh hả? Đây, tượng đá. Rồi, sau khi đã xác định xong điều kiện thứ nhất thì chúng ta phải xác định thêm hai cái điều kiện nữa. Điều kiện đầu tiên là cái giới hạn máu hiện tại của mình đang có, để cho nó không bị chồng lập trigger với nhau. Thì bạn sẽ vào phần người chơi, đặc tính của người chơi. Lúc này cái phần đặc tính của người chơi này thì các bạn sẽ chọn cho mình là mức máu tối đa đang là bao nhiêu. Thì ở đây mức máu tối đa của mình khi vào game thì mình đang là 100, thì mình sẽ để ở đây là 100, đúng không? Bằng 100. Đó là cái điều kiện thứ hai. Và điều kiện thứ ba là chúng ta phải xác định xem người chơi có đang cầm cái viên ngọc nâng cấp ở trên tay hay không. Thì các bạn cũng sẽ vào người chơi, tùy chọn loại đạo cụ cầm tay và chọn đúng cái vật phẩm ngọc nâng cấp mà mình đã tạo login từ ban đầu ở phần tùy chỉnh. Ok, đến đây thì nó đã xác định được là à, mày đang chưa có cấp 1, mày đang chưa có level nâng cấp nào hết, thì tao bắt đầu nâng cấp cho mày. Thì hành động của nó cũng khá là đơn giản. Đầu tiên người chơi sẽ bị mất cái gì? Mất một viên ngọc nâng cấp, đúng không? Mình mua nâng cấp mình phải mất đi cái giá của nó chứ. Thì chúng ta sẽ mất đi một ngọc nâng cấp. Người chơi bỏ vật phẩm, bỏ một vật phẩm là một cái ngọc nâng cấp. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ thêm cho người chơi một cái chốt công tắc để biết là xét sau này mình xác định cái level tiếp theo á, là à thằng này đã lên level 1 rồi, thì mình sẽ thêm cho người chơi một cái công tắc mình đã tạo ban đầu là máu 1. Đây, máu 1. Ok. Tại sao mà phải sử dụng những công tắc này thì một lát mình sẽ cho các bạn xem. Ok, máu 1. Lúc này thì chúng ta sẽ bắt đầu xác định cái giá trị máu mới cho người chơi. Mình sẽ vào người chơi, đặc tính của người chơi, đúng không? Mức máu tối đa mình sẽ cài trước cho mình là mức máu tối đa trước là cái giới hạn máu mà người chơi sẽ được tăng lên là 200 đi, đúng không? 200. Nhưng đến đây các bạn phải làm thêm một cái nữa là mức máu hiện tại nữa nha. Nếu như các bạn chỉ là mức máu tối đa thông á, thì người chơi sẽ bị cái thanh nó là 200 nhưng mà máu chỉ có 100 ở trong đó thôi. Cho nên là chúng ta phải thêm một cái nữa là người chơi đặc tính mức máu hiện tại bằng 200. Thì lúc này nó mới tăng nha. Và phải nhớ là cái mức máu tối đa luôn luôn phải nằm ở trên mức máu hiện tại. Có nhiều bạn sẽ nói là ơi để sao cũng được, nhưng không. Nếu các bạn để mức máu hiện tại trước á, thì khi nó bơm máu hiện tại lên 200 xong rồi, cái nó mức máu tối đa nó lên 200 là nó bị giật lại. Nó kỳ lắm. Nói chung là các bạn cứ để mức máu tối đa ở trên mức máu hiện tại giùm anh, là khi mà nó tăng giới hạn máu lên xong rồi nó mới bơm máu đầy vô, thì lúc đó nó sẽ không bị lỗi. Ok chưa? Và cuối cùng là để cho thêm cái tính xịn sò của Trigger thì bạn có thể thêm hiệu ứng âm thanh hay là hình ảnh gì đó. Còn ở đây thì mình chỉ thêm cái thông tin thôi, kiểu cái thông báo cho người chơi biết là đã nâng cấp thôi ha. Mình sẽ ghi là đã nâng cấp level 1. Ok, đơn giản. Như vậy là chúng ta đã xong cái level 1 rồi. Đơn giản không? Bây giờ mình sẽ tắt cái Trigger cũ đi nè, để mình test cho bạn xem ha. Thì bây giờ mình sẽ nâng cấp thử cho bạn xem. Đây, khi mình bấm vô cái này mình được một cái này. Thì khi cầm ngọc nâng cấp, mình bấm vô cái tượng này, mình sẽ được tăng cái giới hạn máu và cái máu hiện tại lên là 200 và mất đi một cái này. Kèm với đó là cộng một cái chốt công tắc level 1. Bấm. Hi. À lộn. Bẹp. Ok chưa? Đã nâng cấp level 1, nhận được một cái chốt công tắc level 1. Máu lên 200/200. Xong. Đúng không? Thì đến lúc này chúng ta muốn làm lên level 2 thì chúng ta đã có cái công tắc level 1 rồi, mình sẽ xác định nó dễ hơn. Còn nếu như các bạn chưa có công tắc level 1 á, thì sau này khi mà các bạn xác định nhiều cái level tiếp theo thì nó sẽ lỗi. Cho nên là chúng ta sử dụng vậy là đúng nhất. Rồi, sau khi chúng ta đã có máu level 1, copy cái này lên. Được chưa? Đổi tên nó thành level 2. Không, level max thì mình làm 2 cấp thôi cho nó nhanh. Level max. Ok. Thì cũng là bấm vào cái này tượng đá. Nhưng mà lúc này chúng ta sẽ không xác định cái mức máu hiện tại của người chơi nữa. Đối với cái máu này á, thì mình xác định luôn thì cũng không sao, mình giữ nguyên cái này luôn cũng không sao. Nhưng mà
để cho nó thống nhất với lại các cái trigger còn lại như là sức mạnh nè, rồi giáp nè, thì mình làm cùng một concept ha. Mình sẽ xóa cái level mask này đi. Chỗ này mình vẫn sẽ là đạo cụ cầm tay, nhưng mình phải thêm cái điều kiện khác là số lượng vật phẩm người chơi sở hữu là cái công cụ chốt công tắc máu level 1 bằng lớn hơn hoặc bằng 1 nha. Rồi, thì lúc này ở phần hành động thì mình cũng sẽ mất một cái ngọc nâng cấp và mất thêm cho mình một cái chốt công tắc level 1 nữa nha. Đây mình sẽ bỏ hai cái vật phẩm là cái level 1 và cái ngọc nâng cấp. Tại vì mình phải bỏ đi cái chốt công tắc cũ thì mình mới thêm cái chốt công tắc mới chứ, đúng không? Đây là 1 và nó là cái máu 1. Còn cái phần thêm máu 1 này thì mình sẽ đổi thành thêm máu 2. À, thêm máu mát level 2, level mát. Mức máu tối đa nâng lên 1000, 1 vạn 400 vậy đó, tùy các bạn. Ở đây mình cho 1000 luôn, nó chất. Rồi 1000. Rồi, đã nâng cấp level mát. Xong. Đó là cái máu. Các bạn muốn thêm nhiều cái level khác thì các bạn cũng chỉ cần copy, đổi cái phần điều kiện này thành cái level tiếp theo của nó, xong rồi bỏ đi hai cái cũ và thêm một cái mới là xong nhé. Đổi đi giá trị này là xong. Cho nhiều level thì các bạn cứ làm thôi. Ở đây mình nâng cấp thử cho bạn xem ha. Mua hai cái này. Đây nó có sẽ có một vấn đề là khi chúng ta có hai cái ngọc trên tay thì nó kích hoạt luôn hai lần luôn ha. Máu mình lên thẳng 1000 luôn, các bạn thấy không? Ok, và ở đây cũng là cái maximum. Xong. Tiếp theo về phần sát thương á, tại sao mà mình không cho các bạn xác định cùng một cái điều kiện này cho trigger luôn, cho trigger máu luôn? Tại vì khi mà chúng ta làm giáp thì nó sẽ không xác định giống như vậy được. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xem ha. Rồi mình sẽ tạo một cái trigger mới mang tên là sát thương 1 nè. Sự kiện cũng là người chơi lướt vào khói. Ok, khói vuông. Thì để tiết kiệm thời gian, bây giờ mình sẽ xài luôn cái khối tượng đá đó. À không, lỗi đó nha. Không được, lỗi đó, lấy khác đi anh em ạ. Mình sẽ lấy cái này để tăng sát thương. Ok, thì chúng ta cũng sẽ xác định hai cái điều kiện như cái ban đầu. Thứ nhất là người chơi, đặc tính của người chơi nè, đúng không? Mình sẽ chọn cái phòng thủ cận, à mình sẽ tấn công cận chiến bằng 0. Là lúc này nó chưa cộng một cái điểm gì hết cho người chơi hết, bằng 0. Thì cái này sẽ dễ lỗi. Là tại sao? Thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta bận những cái trang bị mà nó tăng sức mạnh vô là nó dễ lỗi. Cho nên là các bạn sử dụng cái này, các bạn cũng phải sử dụng cẩn thận nha. Đây, bằng 0 đi. Rồi điều kiện thứ ba cũng sẽ là người chơi và vật phẩm cầm trên tay của người chơi là cái ngọc nâng cấp. Đây. Bà nội ngọc nâng cấp đâu rồi? Đây, ngọc nâng cấp. Rồi hành động thì cũng đơn giản là người chơi sẽ bỏ đi một cái vật phẩm và thêm một cái vật phẩm. Bỏ đi thì chúng ta sẽ bỏ cái ngọc nâng cấp. Thì về cái ngọc nâng cấp này, cái số lượng mà bao nhiêu để nâng cấp là tùy theo các bạn setup nha. Nếu như các bạn chỉnh 2 thì ở đây bỏ 2, chỉnh 3 thì ở đây bỏ 3, chỉnh 4 thì ở đây bỏ 4, tùy các bạn. Thêm một cái sát thương level 1. Rồi lúc này chúng ta cũng sẽ là đặc tính của người chơi, chọn cho cái tấn công cận chiến của người chơi lên 50 đi. Ok. Rồi sau đó thì các bạn cũng sẽ hiện cái thông báo cho người chơi là đã nâng cấp sát thương level 1 gì đó. Ok, đã nâng cấp level 1 là xong cái trigger đầu tiên. Nhưng mà đến với cái trigger thứ hai, copy nè, sát thương 2 nè, đúng không? Nếu như mà mình làm theo đúng cái cách này cho tất cả các bước đi, đúng không? Thì mình sẽ xác định tiếp theo là bằng 50, đúng không? Nhưng mà nó sẽ lỗi. Đấy, cái vấn đề của nó là ở đó, các bạn hiểu không? Cho nên á, là máu thì mình có thể xài như vậy được, nhưng mà về sát thương, về giáp, về những cái sức mạnh khác thì mình sẽ không làm như vậy được. Nhưng mà anh vẫn muốn là các bạn sẽ sử dụng chung một cái công thức. Đây, level 1 thì mình sẽ xác định đặc tính cố định của người chơi, nhưng mà level 2 mình phải xác định bằng cái chốt công tắc. Sát thương cũng vậy, level 1 sát thương xác định bằng sát thương cơ bản, level 2 thì xác định bằng chốt công tắc. Ok chưa? Thì cái này là một cái công thức cốt lõi để các bạn làm ha. Còn các bạn nào có cái cách nào các bạn tự làm mà thấy tốt hơn thì các bạn cứ làm thôi. Ở đây mình sẽ hướng dẫn theo cách của mình. Ok, thì sau khi chúng ta đã xác định xong rồi thì chúng ta sẽ phải xóa đi cái công thức của cái này. Mình xóa đi cái đặc tính của nó, mà mình thêm vô là số lượng vật phẩm người chơi sở hữu, một cái chốt công tắc sát thương level 1 lớn hơn hoặc bằng 1. Rồi lúc này cũng bỏ một cái này, bỏ thêm một cái sát thương level 1 nữa.
và thêm cho người chơi sát thương level max cũng sẽ là nâng cấp max và đổi cái giá trị tấn công cận chiến lên là 1000. Rồi ok ha, như vậy là mình đã nâng cấp xong rồi nè. Rồi đến lúc này mình sẽ check cho các bạn xem ha, bây giờ sát thương đang là bao nhiêu. Sát thương của mình đang là không đúng không? Đây, hai cái đều là không hết này. Mình mua một cái, mình cầm cái này khi mình bấm vô bức tượng thì mình sẽ được nâng cấp lên level 1. Và lúc này sát thương của mình là cộng 50 sát thương cận chiến. Các bạn muốn làm thêm viễn chiến hay là sát thương nổ gì đó, các bạn cứ cộng thêm ở trong phần trigger thôi ha. Ok, rồi nâng cấp level 2 thì mua thêm một viên nữa. Lúc này nó sẽ xác định hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là ngọc nâng cấp, điều kiện thứ hai là công chốt level 1 và lên được cấp cuối cùng maximum. Bây giờ mình sẽ tấn công thử, nó sẽ hiện lên 1005. Tại vì khi sát thương bằng 0 á, thì nó sẽ mặc định là 5 ha. Đấy, cho nên là khi mà mình đã nâng cấp lên 1000 thì nó sẽ là 1005. Như vậy là xong về sát thương và máu. Ok, thì về nâng cấp giáp thì mình cũng sẽ tương tự như vậy. Mình sẽ bấm xác định một cái lock này ha. Rồi thì tiếp theo về phần giáp thì các bạn cũng sẽ làm tương tự y như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ copy cái sát thương đi. Đấy, đổi tên nó thành giáp 1 ha. Giáp 1. Đầu tiên sự kiện cũng là list và lock. Điều kiện đầu tiên sẽ là cái lock mà mình sẽ xác định. Ví dụ ở đây sẽ là cái lock này. Đó, bàn thờ bị hỏng gì đó. Ok, đặc tính của người chơi lúc này chúng ta sẽ là cái phòng thủ cận chiến đi. Mình sẽ làm nó dễ, còn nếu như các bạn muốn làm nhiều hơn thì các bạn tự copy lên ha. Rồi ở đây mình sẽ để bằng 0. Lúc này mình chưa có cộng điểm phòng thủ gì hết. Rồi trên tay cũng là ngọc nâng cấp. Mất đi một ngọc nâng cấp và cộng cho người chơi một cái chốt công tắc giáp 1. Rồi. Rồi lúc này phòng tấn công cận chiến này mình thành phòng thủ cận chiến cộng 50. Rồi xong. Đây cũng là nâng cấp level 1. Muốn lên level 2 thì copy cái sát thương này. Để giáp level 2 đổi tên cho nó. Giáp 2 gì đó. Ừ, tôi ghi cái gì vậy, rồi kệ nó đi. Cũng sẽ là cái lock mà mình sẽ xác định. Điều kiện ngọc nâng cấp và số lượng vật phẩm là cái giáp level 1. Ok, sau đó ở phần ở dưới thì chúng ta cũng sẽ bỏ tương tự là một cái công tắc level 1 và một cái viên ngọc nâng cấp để cộng cho người chơi một cái công tắc level max. Nâng giáp lên 1000. Xong. Cho xem thử nha. Mua một viên đầu tiên. Bấm vô cái này. Nâng cấp level 1, nhận được công tắc level 1. Lúc này phòng thủ của mình sẽ là cộng 50. Rồi. Mua thêm một viên nữa. Cầm trên tay, bấm vô đây, bẹp, nâng cấp level max. Lúc này phòng thủ của mình sẽ là 1000. Ok, và chỉ cần làm đơn giản như vậy thôi thì các bạn đã nâng cấp được sức mạnh tối thượng rồi. Nâng cấp maximum máu, nâng cấp maximum sát thương, nâng cấp maximum giáp. Rất là mạnh mẽ luôn trong mọi trận chiến đấy. Hy vọng là các bạn sẽ xem video này một cách thật là từ tốn, làm từng bước để nó không sai và có thể áp dụng được cho nhiều map trong thời gian sắp tới nha. Nếu có những cái thắc mắc gì về trigger thì các bạn cứ comment bên dưới thì mình sẽ cố gắng sắp xếp hướng dẫn các bạn trong thời gian sớm nhất. Và những cái trigger nào mà nó dễ quá thì mình sẽ gộp lại thành một cái top 10 trigger thứ hai, giống như video này. Đấy, để cho các bạn dễ quan sát và dễ có thể biết được thêm nhiều cái trigger hơn. Rồi một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã xem video giờ phút này. Nếu các bạn thấy hay, các bạn hãy cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè, bấm nút subscribe cho đăng ký chọn tất cả để không bỏ lỡ những video trong tương lai nha. Còn bây giờ thì hẹn các bạn ở những video lần sau. Bye bye.